Bây giờ đang thao binh à chị? Thầy đang thao binh à? Chuẩn bị súng ngục à? Súng ngục à? Súng cổng ngục để làm gì đây? Cổng ngục là chẳng hạn thôi. Súng ngục là các cụ tổ tiên đi. Súng ngục tổ, súng ngục tổ tiên. Súng ngục tổ tiên. Để đón tổ tiên lên về nhà hưởng cỗ. Vâng, đón tổ tiên lên về nhà hưởng cỗ. Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị xuống thao binh xuống cửa ngục tổ đầu tiên tổ là đón các bạn trong tổ là lên là ăn mừng ăn khoái nghe để mừng lễ tất nhiên là vẫn là thảm cái này mâm này của làm gì chị? Cái này là lấy mâm này vào để rác ra cái than xuống để xuống ngục. À, xuống ngục à? Vâng, ở đây được không? Ở đây nhá. Ở đây. Đây, để với cạnh con gà luôn. Thank you.
lên nghe hát đầy công công thì vô thử khoáng bà ăn sắp thăm cưới mưa chưa sang người chị ơi, dưới kia đang làm cái gì đẹp thế? À, đó là đang vây cái bàn tổ. Bàn tổ à? Bàn tổ tiên. Thế à? Để lúc đó các cụ về là hưởng cỗ ở dưới kia. Vâng. Người mùi khói hương nhiều quá khản hết cổ rồi. Nói không ra hơi nữa rồi. người khói hôi khản hết cổ rồi. Người mùi hương ấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.